Tổng thống Joe Biden, 81 tuổi, đã đến điểm bỏ phiếu ở Newcastle, ngoại ô phía nam thành phố quê nhà Wilmington, bang Delaware. Ông xếp hàng khoảng 40 phút, trao đổi với ai đó qua điện thoại, trò chuyện với những người đang chờ và đẩy xe lăn giúp một cử tri lớn tuổi. Khi đến lượt, Tổng thống Biden ký tên lên một màn hình, nhận phiếu giấy và được hướng dẫn đến khu vực bỏ phiếu kín. Ông Biden vốn là ứng viên của Đảng Dân Chủ. Sau màn thể hiện gây thất vọng khi tranh luận với đối thủ Đảng Cộng Hòa Donald Trump hồi tháng 7, ông Biden đã tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử Tổng thống năm 2024, đồng thời ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris thay ông gánh vác trọng trách làm ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, ra đối đầu với ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Mỹ cho biết ông dự định vận động tranh cử cho bà Harris ở Scranton, bang Pennsylvania trong vài ngày tới. Đây là một trong 7 bang chiến trường mà cả bà Harris và ông Trump đều cần phải thắng để tăng khả năng đắc cử.